Mến chào quý độc giả của Báo Đồng Nai. Mời quý vị bắt đầu ngày mới cùng việc điểm lại các tin tức đáng chú ý chúng tôi vừa cập nhật. Bản tin tin nhanh audio hôm nay thứ 6 ngày 12 tháng 4 có các nội dung sau. Doanh nghiệp Hoa Kỳ đề xuất thành lập khu thương mại tự do. Tin của Vương Thế. Thưa quý vị, hôm qua ngày 11 tháng 4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã chủ trì buổi tiếp làm việc với đại diện công ty City Strategies Việt Nam thuộc công ty cổ phần tư vấn chiến lược City Strategies Hoa Kỳ và các thành viên về việc khảo sát đề xuất thành lập khu thương mại tự do tại Đồng Nai. Tại buổi làm việc, đại diện doanh nghiệp chia sẻ công ty đang tập trung tư vấn hỗ trợ hoạt động logistics, chuỗi cung ứng tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trên thế giới, mô hình khu thương mại tự do đã được thành lập ở nhiều quốc gia và có những ưu nhược điểm khác nhau. Một số mô hình đi trước thành công là cơ sở cho Việt Nam nghiên cứu để triển khai thực hiện. Cái khó hiện nay của việc thành lập mô hình khu thương mại tự do tại Việt Nam đang là vấn đề mới, chưa có cơ sở để thực hiện. Việc triển khai sẽ bị vướng bởi hàng chục quy định của pháp luật cần phải điều chỉnh. Từ kiến nghị của đơn vị tư vấn và ý kiến của các sở ngành, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp với tư vấn làm rõ sự cần thiết nếu có của việc xây dựng khu thương mại tự do tại Đồng Nai. Các lợi thế so sánh của Đồng Nai về hạ tầng, giao thông, kinh tế, tình hình thực tiễn trên thế giới, trong nước về mô hình này, tính khả thi để tiếp tục có các bước chuẩn bị tiếp theo. Giả mạo chữ ký Chủ tịch Hội đồng Quản trị ACV mời thầu gọi vốn xin việc làm tại dự án Sân bay Long Thành. Tin của Phạm Tùng. Ngày 11 tháng 4, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV cho biết đã có cảnh báo về tình trạng mạo danh để lừa đảo trục lợi liên quan đến các dự án, trong đó có dự án Sân bay Long Thành. Cụ thể, trong quá trình thực hiện các dự án, ACV ghi nhận một số thông tin hình ảnh về trang web mạo danh tổng công ty này với mục đích lừa đảo trục lợi. Thông tin sai sự thật xuất hiện dưới các hình thức như xin việc làm, kêu gọi góp vốn đầu tư, nộp tiền để trúng các gói thầu. Thậm chí trong thời gian gần đây, các văn bản giả mạo chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Quản trị ACV liên tiếp được lan truyền với các nội dung liên quan đến việc tham gia các gói thầu xây dựng sân bay Long Thành và áp dụng quỹ phúc lợi cho nhân viên thuộc ACV. ACV khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, không làm theo, từ chối các cuộc điện thoại nghi ngờ lừa đảo, không nộp tiền dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc xây dựng, khai thác các dự án đầu tư xây dựng mà ACV làm chủ đầu tư, đặc biệt là dự án sân bay Long Thành. Giám đốc Công an tỉnh chỉ ra 5 yếu tố ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Tin của Đăng Tùng. Thưa quý vị, tại buổi làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện giám sát tại Đồng Nai vào ngày 14 tháng 4, Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ ra 5 yếu tố ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông trên toàn tỉnh. Theo Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, trên một số tuyến đường, nhất là quốc lộ đoạn qua Đồng Nai, đang có tình trạng bất cập về hạ tầng giao thông khi có lượng xe gấp 3 đến 4 lần thiết kế, đặc biệt quốc lộ 51 có khi lên đến 5 đến 7 lần. Việc này dẫn tới ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, người dân bức xúc khi nhiều tuyến đường không được đầu tư nâng cấp mở rộng. Về vấn đề tổ chức giao thông còn tồn tại một số bất cập như biển báo, cách phân luồng, nhất là trên quốc lộ 51. Yếu tố này đã góp phần dẫn tới việc xảy ra tai nạn giao thông liên tục trên các quốc lộ. Khoảng 80% vụ tai nạn giao thông ở Đồng Nai xuất phát từ ý thức chủ quan của người tham gia giao thông. Do đó, việc tuyên truyền, nâng cao ý thức và kỹ năng lái xe an toàn cho người dân, đặc biệt là từ việc siết chặt khâu sát hạch đào tạo là rất quan trọng. Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang cũng cho biết Công an tỉnh đang đề xuất xây dựng trung tâm chỉ huy tác chiến điều hành thông minh, có đầu tư camera để giám sát giao thông và có cơ sở pháp lý xử phạt nguội các hành vi trên lĩnh vực giao thông, an ninh trật tự. Giá xăng biến động nhẹ, giá nhiều loại dầu tiếp tục tăng. Tin của Hải Hà. Từ 15 giờ ngày hôm qua 11 tháng 4, có đợt điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 giảm 68 đồng với mức 23.848 đồng một lít. Xăng RON 95 tăng 20 đồng, có giá bán lẻ tối đa 24.821 đồng một lít. Trong khi đó, giá dầu diesel tăng 622 đồng lên mức 21.610 đồng một lít. Dầu hỏa tăng 579 đồng lên mức 21.594 đồng một lít. Đây là lần thứ hai liên tiếp giá các loại dầu nêu trên tăng. Riêng dầu mazut giảm 288 đồng, có giá bán lẻ tối đa 17.008 đồng một kg. Tiếp theo là một số tin pháp luật. Bắt quả tang hai đối tượng đổ thuốc sâu xuống sông Đồng Nai để bắt tôm cá. Tin của Đình Biên. Thưa quý vị, đội cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh vừa qua đã tiến hành lập hồ sơ xử lý hai đối tượng gồm LDP 38 tuổi và NHD 33 tuổi cùng ngụ xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa về hành vi đổ thuốc trừ sâu xuống sông Đồng Nai để đánh bắt thủy sản. Trước đó, vào lúc 0 giờ 30 ngày 10 tháng 4, đội cảnh sát đường thủy Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh khi đang tuần tra trên tuyến sông Đồng Nai đến khu vực Vàm Cái Sứt thuộc xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa thì phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng P và D đang thực hiện hành vi vớt tôm cá nghi bị nhiễm thuốc trừ sâu. Khi phát hiện lực lượng công an, đối tượng P đã vứt bỏ vỏ chai thuốc trừ sâu xuống sông Đồng Nai để phi tang. Tuy nhiên, các đối tượng đã bị lực lượng công an kịp thời bắt giữ.
Tại hiện trường, công an thu giữ một xuồng gỗ, một vỏ lãi, khoảng 2 kg tôm và hơn 1 kg cá các loại, hai bình ắc quy, hai bộ kích điện, hai vợt vớt cá. Phá xong gà núp trong rẫy, bắt 19 đối tượng. Tin của Trần Danh. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã lập hồ sơ ban đầu và chuyển đối tượng cùng tăng vật cho Công an huyện Cẩm Mỹ để tiếp tục điều tra tụ điểm đá gà ăn tiền xảy ra tại xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ. Trước đó vào trưa 6 tháng 4, hàng chục trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Cẩm Mỹ bất ngờ ập vào bãi đất trống nằm sâu trong khu rẫy của người dân ở ấp 4 xã Thừa Đức, phát hiện một nhóm đối tượng đang tụ tập đá gà ăn tiền. Tại đây, lực lượng công an đã khống chế bắt giữ 19 đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức đá gà, thu giữ một số tăng vật liên quan. Qua điều tra ban đầu, công an xác định sòng gà trên do đối tượng Hồ Quang Thái, thường gọi là Thái Salem, 40 tuổi, ngụ xã Thừa Đức đứng ra tổ chức để thu tiền sâu của các đối tượng tham gia đá gà. Ngoài Thái còn có các đối tượng tổ chức cho các cặp gà chọi, đối tượng làm nhiệm vụ cảnh giới, chạy xe ôm phục vụ các đối tượng đánh bạc. Quý vị vừa nghe tin nhanh audio của báo Đồng Nai.